Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Hắc Ám Vĩnh Hằng. Bộ truyện này có bối cảnh mạt thế, đây là thời đại u ám nhất của nhân tộc khi đối thủ của họ là tiên tộc, thần tộc, ma tộc, long tộc, phượng tộc và còn vô vàn chủng tộc khác. Mưu kế trong kế, quay xe bất thình lình, nhân vật chính chỉ dựa vào bản thân để đi lên, đây là hai thứ mà mình thấy làm nên cái hay của bộ truyện này. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Năm 350 lịch an bình, đại hạ phủ, nam nguyên thành tô ra tô mạc vào trong nhà liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức hắn vứt túi sách qua một bên đi đến trước bàn ăn tiện tai bốc một khối thịt kho tàu lên ném vào trong miệng tô mạc vừa nhai chóp chép vừa hét về hướng phòng bếp ngữ điệu hàm hồ nói cha ngày mai đổi món canh khác đi ngày nào cũng ăn thịt đến phát ngán luôn rồi có ăn là tốt rồi lại còn kén chọn trong phòng bếp lại truyền đến âm thanh tô long phàn nàn người coi lại bản thân mình đi năm nay cũng đã 18, lúc nào mới có thể học được cách tự chiếu cố chính mình. Lão tử vừa làm cha lại vừa làm mẹ, chăm sóc cho ngươi nhiều năm như vậy, cũng phải tới lúc cho ta nghỉ ngơi đi chứ. Tô Mạc nuốt trọng miếng thịt kho tàu xuống, cười ha hà nói. Cha, tay nghề của cha là tốt nhất, không khác gì đầu bếp nhà hàng, thật ra con cũng rất muốn xuống bếp, nhưng vấn đề là con không biết nấu ăn. Tô Long cười ha ha mấy tiếng, chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng y cũng không than phiền gì đứa con này nữa. Rất nhanh, Tô Long liền bưng thêm một đĩa thức ăn đi ra, trên người còn đang mặc một bộ tạp dề. Một người đàn ông cao gần một mét chín, thân thể cao to khôi ngô, thế nhưng trên người lại treo một cái tạp dề nhỏ xíu, bó sát. Thật nhìn phá lệ buồn cười. Tô Mặc mỗi lần trông thấy đều nhắc tới việc này, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Cha, cha không thể đổi một cái tạp dề khác lớn hơn hay sao? Nhà ta lại không thiếu tiền mua một bộ tạp dề. Người thì biết cái gì? Tô Long không thèm để ý, đặt đĩa thức ăn lên bàn cũng không chút bỏ tạp dề, y ngồi xuống ghế, vừa xới cơm vừa nhân tiện nói. Ăn cơm đi, có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút đó, và lại cái tạp dề vẫn còn mới. Lời này cha nói ba năm nay rồi. Tô mạc trợn trắng mắt, ba năm trước đây ngài nói nó còn mới thì ta chịu, nhưng ba năm sau vẫn là những lời này, có lẽ cũng chỉ có mỗi lão nhân gia ngài là dám không đỏ vắt nói xạo như thế. Tô Long vẫn không thèm để ý, ngồi xuống liền ăn, ăn như hổ đói, tốc độ cực nhanh. Tô Mạc sớm đã tạo thành thói quen, hắn cũng cầm chén lên, vừa vào cơm vào miệng lại vừa buôn chuyện. Cha, tiền tuyến lại có chiến tranh đúng không? Lúc con về tới dưới lầu thì thấy có xe của quân đội đang đi trưng binh, không nghĩ tới đã trưng binh tới cư giá nhà chúng ta luôn rồi, cũng không biết là nhà ai. Động tác ăn cơm của Tô Long thoáng chậm lại, sau đó y liền hạ bát đũa xuống, nghiêm mặt nói. Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của tất cả mọi người, nghe giọng điệu này của ngươi, có phải ngươi cảm thấy việc tham gia quân ngũ là không tốt có phải không? Không, Tô Mạc vội vàng phủ nhận, cha hắn chính là lính giải ngũ, không thể nói năng lung tung về vấn đề quốc gia ở trước mặt y, bằng không một trường của lão nhân gia cũng thừa sức đánh cho hắn té sấp. Tô Long khẽ hừ một tiếng, lúc này mới bưng bát đũa lên tiếp tục ăn cơm. Tô Long ngẫm nghĩ một lát, ngữ khí có chút biến hóa, trầm giọng nói với con mình. A à Mạc, tiền tuyến lại dung chuyển rồi, các binh đoàn một lần nữa lại tuyên bố lệnh triệu tập vừa kêu gọi tân binh nhập ngũ, vừa triệu hồi lão binh trở về. Động tác cắp thức ăn của Tô Mạc hơi chậm lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cha mình, cao mày nói. Cha, việc này thì có quan hệ gì với nhà chúng ta, cha cũng đã xuất ngũ 18 năm rồi, con thì vừa mới trưởng thành, và lại con đã đăng ký thi vào cao đẳng học phủ, dù có trưng binh thì cũng không tới lượt cha con mình. 18 năm sao? Tô Long nhẹ nhàng thở hát ra một hơi, đúng vậy, đã 18 năm rồi, Xuất ngũ 18 năm, lệnh triệu tập lão binh trở về của chấn ma quân cũng đã kêu gọi lần thứ năm rồi, mà phàm là những người trên 50 tuổi thì sẽ không còn nằm trong phạm vi được triệu tập nữa. Bốn lần triệu tập trước đây, bởi vì ngươi còn nhỏ, cha lo lắng cho người không có ai chiếu cố cho nên đều không đi. Sắc mặt tô mạc lập tức biến đổi. Cha, nhà chúng ta không cần đi mà, đây là chính sách quốc gia cho phép. Đúng, là chính sách quốc gia cho phép. Tô Long nhếch miệng cười cười, ngừng đầu nhìn về phía nhi tử. Cho nên mấy năm trước ta mới không đi, suốt 18 năm qua ta đã nhìn thấy lệnh điều động những bốn lần, nhưng ta được không đi, nhưng hôm nay con trai của ta đã trưởng thành, 18 tuổi rồi. Cha, vẻ mà tôi mặc dại ra. Rốt cuộc cha muốn nói cái gì? Người biết cha muốn nói cái gì? Tôi Long nhìn về phía nhi tử, thoải mái cười nói. 18 năm trước, cha người mặc dù vô dụng, nhưng tốt xấu gì thì cũng là một tiểu đội trưởng ở trấn Ma Quân, quản lý tiểu đội 30 người. Khi đó mẹ ngươi sắp sinh ngươi, ta liền xin phép nghỉ trở về, nào biết được, ngươi vừa ra đời thì mẹ ngươi cứ như vậy mà đi, trong nhà cũng không có lão nhân chiếu cố, ta thật sự không thể quay lại chiến trường. Không có cách nào khác, ta đành phải giải ngũ. Tô Long mỉm cười đầy cay đắng. Thời điểm ta rời khỏi trấn Ma Quân, nguyên cả một đội huynh đệ, không có một người đến tiễn ta không phải vì bọn họ ghét bỏ gì hay lỡ ước sao ta chóng đi mà là vì họ sợ ta nhịn không được lại chạy trở về. 18 năm, không ai liên hệ với ta, bọn họ đều sợ ta sẽ đòi trở về, ta nằm mơ cũng thường mơ thấy cảnh bọn hắn đang gào thét tên ta, bảo ta cứ yên lòng ở nhà chăm con đi. 30 người, ta mới rời khỏi một năm, vậy mà chín huynh đệ đã chết trận. Hốc mắt tô long đỏ ửng. Ừ. Ta rất áy náy, cho nên ta không dám nghe ngóng thêm nữa, cũng không dám liên hệ với ai để hỏi về 21 huynh đệ còn lại. Bốn lần điều động trước đây, ta đều không báo danh, nhưng bây giờ... a à mạc mà, chàng nghĩ kỹ rồi, cho dù có chết thì ta cũng phải chết trận nơi ra trường, ra ngựa bọc thay, lão tử của ngươi, không muốn chết già ở nhà như này. Tô mặc trầm mặc, hắn đã sớm biết phụ thân vẫn muốn xông pha nơi tiền tuyến, vẫn muốn sát cánh bên các lão huynh đệ của y. Năm đó nếu không phải mẫu thân khó sinh qua đời, phụ thân hắn sẽ không đời nào rút ngũ, rời khỏi trấn ma quân nhưng hắn cho rằng đã nhiều năm như vậy trôi qua, có lẽ phụ thân đã buông được chấp niệm này xuống. Nào ngờ hôm nay y lại nói cho hắn biết, y vẫn chưa bao giờ buông bỏ được. Cha! Sắc mặt tô mạc trắng bệch. Tiền tuyến dung chuyển, binh sĩ chết trận càng ngày càng nhiều, chắc gì các đồng đội năm xưa của cha vẫn còn ở đó đợi cha. Cha từng đi chiến đấu, cha biết rõ chiến trường khắc nghiệt như thế nào. Con, con còn chưa kết hôn, còn chưa thi đậu cao đẳng học phủ, còn chưa cho cha ôm cháu trai mà, Tô Long phì cười, nói. Không có việc gì, cha chờ ngươi được, chẳng lẽ ngươi cho rằng cha trở về đó là đi chịu chết, lão tử đi là muốn đánh thắng trận kia kìa. Cha! Tiểu tử, bớt máy nhảm, mau ăn cơm đi. Tô Long cắt ngang lời nhi tử, vừa ăn vừa hàm hồ nói. Ăn xong bữa cơm này thì về sau chính ngươi phải tự xuống bếp nấu cơm, không nấu được thì đi ra ngoài mà ăn, trong thẻ có tiền, mật mã thì ngươi biết rồi dưới lầu vẫn đang chờ ta, ta không thể chậm trễ quá lâu được. Thi đậu cao đẳng xong thì nhớ phải viết thư nói cho ta biết, ta có thời gian rảnh thì nhất định sẽ hồi âm cho ngươi. Nếu thi đậu đại hạ văn minh học phủ, thì xem như tiểu tử ngươi đã cho cha mười phần thể diện, ta đã từng trao đổi với các lão sư của ngươi, chỉ cần không xảy ra sự cố gì bất thường, ngươi khẳng định thi đậu, ơn trời, tô gia ta cuối cùng cũng có một nhân tài. Ngươi nói xem, đầu óc ngươi càng lớn lại càng thông minh, lắm lúc lão tử cũng hoài nghi ngươi không phải nhi tử thân sinh của ta. Ha ha, phùi phùi cái miệng, ngoại hình của người giống hệt ta lúc còn trẻ, sao có thể không phải là con của ta được. Tô mạc vô lực, biết phụ thân là tại nói sang chuyện khác, lần nữa chuyển lại đề tài nói. Cha, cha thật sự muốn đi à, không phải con xem thường cha, nhưng lão nhân gia ngài đã rời khỏi chiến trường 18 năm, mấy năm qua cũng không tập luyện, đến bây giờ cũng mới chỉ là thiên quân cừu trọng, đi thì có hữu dụng không? ngươi xem thường ai hả? Tô Long cả giận nói. Thiên quân cử trọng thì làm sao? Trên chiến trường cũng không phải vèn vẹn chỉ xem vũ lực, nếu thật sự chỉ muốn so vũ lực, vậy thì đừng chiến tranh. Trên chiến trường hết thầy đều có khả năng, lão tử năm đó là thiên quân thất trọng mà vẫn có thể giết chết cường giả vạn thạch cảnh đấy. Tô Mạc buồn rầu, lời này thật giả không biết, có thể lời phụ thân nói là không sai, mấu chốt là hắn không muốn y lên tiền tuyến. Tiền tuyến dung chuyển khôn lường, mỗi năm đều có hàng loạt quân sĩ chết trận, Thế cục càng ngày càng nguy cấp, cha mình đã tầm 50 tuổi, giờ phút này còn đòi trở về chiến trường. Tôi mà không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa. Cha. Im miệng, Tô Long cắt ngang lời hắn, y đứng dậy thu thập bắt đũa, nghiêm mặt nói. Lão tử đã ghi danh, không đến chính là đào binh, không đăng ký thì không sao, nhưng đã ghi danh mà dám không đi thì ngươi biết hậu quả như thế nào rồi, làm đào binh đồng nghĩa với cái chết. Cha cha không thể chờ con về rồi thương lượng với con một chút sao tô mặc nổi nóng gào lên hắn biết giờ phút này đã vô phương thay đổi bất kỳ điều gì chính như phụ thân đã nói không đăng ký thì không sao đối với những lão binh như cha hắn lệnh triệu tập cũng không phải ép buộc những lão binh này có thể còn sống thất ngũ thì đều là những người năm đó lập không ít công lao ở trên chiến trường chỉ khi nào họ tự nguyện đăng ký vậy liền đại biểu cho việc một lần nữa nhập ngũ hiện tại họ chính là quân sĩ giờ phút này mà dám không đi thì đồng nghĩa với việc bọn họ là đào binh Thương lượng cái gì? Tô Long xem thường nói. Đừng lo lắng, không chết được, coi như thật sự chết trận thì tiền trợ cấp cũng không ít, lúc đó người nhớ phải đi lĩnh đấy, chắc chắn sẽ đủ cho người lấy vợ sinh con, lão tử làm gì cũng đều đã suy nghĩ kỹ cho người, đừng khiến lão tử thất vọng. Dứt lời, Tô Long liền cầm lấy cái ba lô đã sớm thu thập xong từ trước, y chút bỏ tạp dề, thái độ thản nhiên như thể chẳng qua đây chỉ là một chuyến du lịch xa nhà mà thôi, Tô Long tùy ý dặn dò. Lo ôn bài cho tốt, Bình tĩnh đi Thi, sau này con đến văn minh học phủ chính là đã tăng thể diện cho cha. Văn minh học phủ? Lão tử ở ngoài kia sẽ tha hồ mà vinh mặt với đám chiến hữu, con trai của ta thì đậu văn minh học phủ, so với con của bọn Hán thì mạnh hơn nhiều, ha ha ha. Chỉ có chút đáng tiếc là ta không thể tận mắt nhìn thấy thư thông báo, nhưng không sao, nếu có giấy nhập học thì con hãy chụp một bức ảnh, gửi thư ra cho ta, bằng không thì những tên kia sẽ tưởng rằng ta khoác lác mất. Cha! Tô Mạc vội vàng đứng dậy, đuổi kịp theo bước chân phụ thân, trong lòng xốn sang khó tả. Suốt 18 năm qua, hắn đã quen với việc cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, hôm nay phụ thân bỗng nhiên muốn rời đi, hắn hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Con trưởng thành rồi, cũng không còn là tiểu hài tử, đừng có suốt mướt như vậy. Tô Long nhếch miệng cười ha hả nói tiếp. Nếu như con còn chưa thành niên thì cha sẽ không đi, nhưng hiện tại thì cha phải trở về, trong đội ngũ của cha 18 năm trước còn có tiểu tử chỉ lớn cỡ con thôi a à mạc con có biết không ta vẫn hay nằm mơ mơ thấy bọn hắn khóc lóc hô hào kêu đau gào thét phải giết sạch đám giặc xúc sinh kia cha người thật sự có chút hối hận năm đó lẽ ra nên đưa con tới viện quân nhân ít ra thì sau này cũng có người ở cạnh chiếu cố cho con càng nói hóc mắt tô long lại càng phiếm đỏ bốn lần điều động trước đó cha đều đã thu thập xong hành lý nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con thì cha lại ích kỷ không nỡ bỏ đi lần này là lần thứ năm rồi, sau này còn có lần nữa sao? Đợt tới lần điều động tiếp theo thì cha đã ngoài 50 tuổi, có muốn thì trấn ma quân cũng sẽ không thu nhận cha. Lần này, lão tử nhất định sẽ giết mấy tên vạn thạch cảnh cho con mở mang tầm mắt, bảo đảm lưu lại chứng cứ, tránh con nghĩ lão tử chỉ biết ba hoa. Tô Long khoát khoát tay, xoay người rời đi. 18 năm qua, đây là lần đầu tiên Tô Mạc chứng kiến người cha hay cảm giảm của mình lại to lớn như thế, quỳ vũ như thế. Thế nhưng, đây không phải là điều hắn muốn trông thấy. Cha! Tô Mạc đứng ở trước cửa, cắn răng, bỗng nhiên quát lớn. Nếu như cha dám không trở về, con nhất định sẽ đi ở rể, đổi theo họ vợ, chặt đứt hưởng hòa tô ra của cha. Nếu cha không tin, con đây dám thề, con nói được thì sẽ làm được. Ta! Tô Long bước chân một cái lảo đảo, kém chút quay đầu trên mẹ nó. Y bỗng nhiên không muốn đi nữa, y nên về nhà đánh chết tên tiểu tử thối này mới phải. Ai chứ y biết, tiểu tử này thật sự dám làm như thế. Tô gia y thật vất vả mới sinh ra được một nhân tài, nếu hắn dám đi ở rể, chính mình chết cũng không cam tâm. Tô Long rời đi, đi đến là thoải mái. Nhưng Tô Mạc lại không thể thản nhiên như thế được, phụ thân nói đi là đi, hoàn toàn không hề cho hắn bất kỳ thời gian gì để chuẩn bị tâm lý. Hắn vừa lo lắng cho vấn đề an toàn của cha mình, lại vì vừa chuyện sinh hoạt sắp tới mà phát sầu. Tô Mạc đã quen có phụ thân ở cạnh chiếu cố, cũng quen với việc y vừa là cha lại vừa là bạn hiện tại chỉ còn một mình hắn ở trong căn nhà trống rỗng này thật sự là nhất thời khó mà có thể quen được cha à trước khi cha đi sao lại không rửa chén tô mạc than thầm một tiếng rồi lại thở dài có một số việc hắn không muốn nghĩ đến bởi vì cứ tưởng tượng tới liền không nhịn được khẩn trương trừ thiên chiến trường hung hiểm vô cùng hắn lo mình càng nghĩ quá nhiều rồi sẽ đuổi theo lôi kéo cha trở về nhà không cho y đi tòng quân nữa văn minh học phủ Tô Mạc cũng lời rửa chén, hắn ngồi ở trên ghế salon gần người Trước khi cha hắn rời đi đã dặn dò hắn nhất định phải thi đỗ vào văn minh học phủ Trước đó Tô Mạc đích thật là đã nghĩ tới chuyện sẽ ghi danh vào văn minh học phủ Thế nhưng hiện tại hắn đã đổi chú ý Nếu cha không tới trừ thiên chiến trường, ta chắc chắn sẽ đăng ký tới văn minh học phủ Nhưng bây giờ lão nhân già ngày lại đi tòng quân, thật đúng là biết làm người ta lo lắng Mấy năm sau chắc gì cha đã có thể trở về như thế chẳng phải là đang khiến cho ta ngày ngày ở phía sau lo lắng vì ngày sau. Đã một bó tuổi rồi, sao không chịu ý thức mình có bao nhiêu sức lực chứ? Tô mặc xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy thật đau đầu. Đây chính là ngài bức ta, dù sao thì ngài cũng đã không ở nhà, vậy thì ta sẽ không ghi danh vô văn minh học phủ nữa, ta sẽ đăng ký tới chiến tranh học phủ. Tô mặc nghiến răng nghiến lợi. Và văn minh học phủ rất tốt, nơi đây giảng dạy văn hóa giải mã vạn tộc, phân tích vạn tộc công pháp, hơn nữa còn nghiên cứu văn minh của vạn tộc bất luận một vị nghiên cứu viên nào thuận lợi tốt nghiệp khỏi trường thì đều là báu vật của quốc gia có thể an toàn đợi ở phía sau không cần đi tiền tuyến chém giết còn chiến tranh học phủ sinh viên nơi đây chính là nguồn lực dự bị cho tiền tuyến lúc trước hắn nỗ lực khổ học vạn tộc ngữ không phải là vì để an toàn đợi ở phía sau có thể một mực ở cạnh phụ thân hay sao hiện tại thì hay rồi phụ thân đã cao tuổi như thế lại tự mình chạy thẳng đến chiến trường hung hiểm như chư thiên nếu hắn thi đậu văn minh học phủ thì cơ hồ sẽ không có bất luận cơ hội nào để đi ra tiền tuyến. Nhưng bên chiến tranh học phủ thì khác, nghe nói khoa học thực tiễn của bọn họ đều sẽ đi trải nghiệm thực tế ngay trên trường thiên chiến trường. Chiến tranh học phủ Muốn vượt qua kỳ sát hạch thì phải là người rất có thực lực. Tô mà càng nghĩ lại càng phát sâu, chiến tranh học phủ cũng không phải cứ đăng ký đi thi liền có thể thi đậu. Nghiêm túc mà nói thì so với văn minh học phủ còn khó hơn một chút, chỉ ít đối với hắn mà nói thì chính là như thế văn minh học phủ không yêu cầu cao đối với trình độ vũ lực nhưng chiến tranh học phủ thì dĩ nhiên ngược lại dù sao đây cũng là nơi đào tạo cường giả sẵn sàng tiếp sức cho tiền tuyến khai nguyên thiên quân vạn thạch đây chính là các cấp bậc của hệ thống tu luyện tại nhân tộc cơ thể con người bẩm sinh không thích hợp với việc tu luyện cần mở ra khai nguyên cửu khiếu mới có thể quán thông thể nội liên thông nguyên khí chính thức bước vào con đường tu luyện khai nguyên có cửu khiếu ngoài thất khiếu tập trung trên mặt thì nhị khiếu còn lại chính là thần khuyết là khiếu huyệt nằm ở trên đỉnh đầu và bách hội khiếu huyệt cuối cùng nằm ở vị trí ngay rốn chỉ khi mở ra đủ cửu khiếu thì mới có thể thu nạp nguyên khí thối luyện thân thể giúp cho xương cốt trở nên mạnh mẽ thoát thai hoán cốt chính thức trở thành một võ giả có chiến lược mạnh mẽ ta chỉ vừa mới mở ra tam khiếu là miệng và mũi không huyệt ngay hai lỗ tai còn chưa có động tính gì không đạt nổi khai nguyên tứ trọng mà muốn thi đỗ chiến tranh học phủ là chuyện không tưởng tô mạc than thầm một tiếng Chiến tranh học phủ vì muốn bồi dưỡng cường giả cho tiền tuyến nên sẽ đổ vào đấy vô số của cải, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng sẽ không lãng phí tài nguyên trên thân kẻ yếu. Muốn vững vàng thi đậu thì tốt nhất là phải mở ra được khiếu huyệt ở hai lỗ tai, đạt tới cảnh giới khai nguyên ngũ trọng thì mới có niềm tin thi đỗ vào đó. Đương nhiên, nếu hắn có thể mở ra mắt khiếu, thăng cấp lên lục trọng thậm chí thất trọng, vậy thì có thể xem hắn là một kẻ nổi bật trong số thí sinh ghi danh vào đây. Còn nếu ai có thiên phú kinh người, mở ra được cả thần quyết lẫn bách hội, vậy thì chắc chắn kẻ đó sẽ được chiến tranh học phủ trực tiếp tuyển thẳng vào. Trước 20 tuổi mà có thể mở ra toàn bộ cửu khiếu, vậy thì người này tùy thời đều có thể trực tiếp đi tới chiến tranh học phủ, hoặc các đại học ở Kinh Đô đều sẽ tranh nhau tuyển nhận. Ta chỉ mới đạt tới cảnh giới khai nguyên tam trọng. Tô Mạc thở dài, khai nguyên tam trọng dĩ nhiên không tính là quá kém, nhưng cũng chẳng phải là xuất sắc gì. Hắn hiện tại đang theo học ở Nam Nguyên Trung Đảng Học Phủ, có tổng cộng 9 lớp với khoảng 750 học viên, cảnh giới khai nguyên tam trọng có hơn trăm người, mà trên khai nguyên tam trọng cũng có hơn mười. Dựa theo tỷ lệ triều sinh những năm qua thì chiến tranh học phủ chỉ lấy không quá 20 người từ Nam Nguyên Trung đẳng học phủ. Nói cách khác, tư trọng thì có khả năng nhiều hơn, còn tam trọng thì gần như chẳng có bất cứ cơ hội nào để vào chiến tranh học phủ. Lại nói, ở chiến tranh học phủ cũng có phân chia mạnh yếu, nếu thực lực không có gì đặc biệt thì còn chẳng bằng đi tới văn minh học phủ chăm chỉ học nghiên cứu. Còn hơn 3 tháng nữa mới tới lúc nổ phiếu ghi xanh chiến tranh học phủ sao, hy vọng là mình sẽ bắt kịp. Tô Mạc cắn răng, cha hắn đã không đáng tin cậy, vậy thì hắn nhất định phải nỗ lực hơn nữa mới được. Hô. Đêm khuya, Tô Mạc lần nữa bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt đầy đầu. Lại là giấc mộng đáng chết này. Cha. Tô Mạc vô thức hô một tiếng, nếu là trước đây sau khi hắn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cha hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng chạy tới, thế nhưng hôm nay thì khác bên ngoài gian phòng kia chẳng hề có động tĩnh gì. Tô Mạc hơi gượng lại, lúc này mới nhớ tới việc cha đã rời đi từ chiều rồi. Ai? Tô Mạc thở dài, mở đèn lên, nhìn thoáng qua máy truyền tin, lúc này mới hơn 3 giờ sáng, vẫn còn lâu mới tới lúc mặt trời mọc. Hơn 10 năm rồi mà không đêm nào được yên tĩnh ngủ tròn giấc, gặp ác mộng liên tục hơn 10 năm, đổi thành bất kỳ ai thì cũng không chịu được. Rốt cuộc tình huống này là như thế nào? Tô Mạc tựa vào đầu giường, mông luôn nghĩ đến cơn ác mộng ban nãy vấn đề này hắn đã suy nghĩ rất nhiều năm cũng đã thảo luận với cha hắn vô số lần cha hắn hết sức luống cuống từng dẫn hắn đi tới không ít bệnh viện để tìm bác sĩ hỏi thăm thế nhưng các bác sĩ chỉ giải thích là do hắn gặp kinh hãi vượt quá giới hạn tạo thành bóng ma tâm lý nhất định mấu chốt là tô mà không thể nhớ được rốt cuộc mình đã từng trải qua kinh khách nào đến độ thường xuyên gặp ác mộng như vậy mỗi lần đều mơ thấy chính mình bị người đuổi giết bị yêu quái truy sát bị quái vật đuổi theo tô mặc rất sầu não, mỗi ngày đồng dạng một mộng cảnh, không, nói là cùng một dạng cũng không chính xác, nói đúng ra là mỗi ngày hắn đều mơ thấy mình bị đuổi giết, nhưng đối tượng đổi theo hắn thì thường xuyên thay đổi. Có lúc là người, có lúc là đủ các loại quái vật, mặc dù hình dáng của bọn chúng hết sức hư ảo, nhưng từ trên hình thể xem xét thì chắc chắn không phải là cùng một loại sinh vật. Không lẽ là do mình chọc tới ai, người nọ liên tục truy sát hắn trong mộng hơn 10 năm mà vẫn chưa đủ năm đó phụ thân còn suy đoán có phải là hắn trúng thuật pháp của mộng yểm tộc hay không chẳng qua nơi đây là nhân cảnh nếu hắn thật sự bị mộng yểm tộc thi triển thuật pháp và lại còn kéo dài hơn 10 năm vậy thì chắc chắn sớm đã bị cường giả nhân cảnh phát hiện và giết chết cho dù có ra hỏa nào của mộng yểm tộc xông vào nhân cảnh thì át hẳn đó cũng là vì tôi đối phó với cường giả ai đời tốn hơn 10 năm chỉ để nguyền rủa trên thân một người bình thường nếu thật có kẻ làm vậy thế thì đối phương nhất định là tên ngớ ngẩn nhất trần đời con mẹ Đáng ghét. Tô mặc chửi bậy một câu, cũng không biết tới lúc nào mới chấm dứt cơn ác mộng kéo dài cả chục năm này. Hình như cha đã từng nói, chỉ cần khai mở cửu hiếu, thăng cấp lên thiên quân cảnh thì bách bệnh bất xâm, âm tà bất xâm, nguyên khí tôi thể, khi đó đại khái liền sẽ kết thúc cơn ác mộng quái đàn kia. Thời khắc này, Tô Mạc chỉ có thể gửi gắm hy vọng sau khi thăng cấp lên thiên quân cảnh xong, hắn sẽ không còn bị cơn ác mộng đó quấy nhiễu hàng đêm nữa. Tô Mạc cứ thế miên man suy nghĩ, thời gian nhanh chóng trôi qua, trong trước mắt ngoài cửa sổ đã có ánh sáng hiện lên trời sáng rồi tô mạc làm vệ sinh cá nhân ăn nhẹ chút đồ còn thừa hôm qua rồi mau chóng cầm túi sách đi ra khỏi nhà dưới lầu một thiếu niên có mái tóc húi cua đã sớm đứng chờ sẵn trông thấy hắn đi xuống thì vội vàng hô a à mạc ta nghe cha ta nói hôm qua tô bà bá bá ừ. ừm tô mà không đợi hắn nói xong liền lên tiếng tóc húi cua hơi sốt ruột tô bá bá làm gì vậy Y có tuổi như vậy rồi, lúc này mà ra chư thiên chiến trường thì không phải là đang đi tìm. Nói đến đây, thiếu niên tóc húi cua lập tức ý thức hưởng lại. Cậu ta muốn nói Tô Long làm thế chẳng khác nào tự đi tìm đường chết, tuy rằng tóc húi cua cảm thấy đây là sự thật, nhưng hiển nhiên lời lẽ như vậy không thể nói ngay trước mặt Tô Mạc được. Y muốn đi, ta cũng không ăn được. Tô Mạc cượng gạo cười. Lại nói, chư thiên chiến trường có mấy trăm vạn tướng sĩ, còn có rất nhiều cường giả nhân tộc tọa chấn, cũng không dễ dàng xảy ra chuyện ta biết nhưng tô bá bá mới chỉ là thiên quân cảnh mà thôi tóc húi cua so với tô mạc còn thiếu điều lo lắng hơn thiên quân cảnh hiển nhiên rất lợi hại so với chúng ta nhưng cảnh giới này ắt hẳn là thực lực yếu nhất ở trên chư thiên chiến trường ta biết a à mạc sao ngươi không sốt ruột gì hết vậy tóc húi cô quả thật cảm thấy rất ngạc nhiên nếu đổi lại thành cậu ta thì hẳn đã sớm khóc nháo một trận rồi sốt ruột thì có ích gì không? Tô mặc bất đắc dĩ nói, cha hắn đi cũng đã đi rồi, lúc này mà có gấp gáp lo lắng như thế nào đi nữa thì cũng là chuyện vô bổ. Mau đến trường thôi, đừng nói nhảm nữa. Đến trường, tóc húi cô kinh ngạc hỏi lại. Người vẫn còn tâm trạng đi học. Tô Mạc nhìn chăm chăm cậu ta, nhìn đến nỗi khiến tóc húi cô cũng thấy có chút ngượng ngùng. Nói nhảm, ta không đến trường chẳng lẽ ở nhà đợi, ngày ngày gạt lệ, Chờ tin giữ từ tiền tuyến truyền về hay sao? Đi, mau đi tới trường thôi, ta còn phải đi báo danh nữa. Ngươi nói gì vậy? Trần Hạo ngạc nhiên hỏi hắn. Tuần trước ta và ngươi đã điền xong xuôi mục tiêu báo danh, ngươi quên rồi sao? Không quên, nhưng lần trước ta dự định sẽ thi vào văn minh học phủ, bây giờ thì ta đổi ý rồi, ta muốn đăng ký chiến tranh học phủ. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, chiến tranh học phủ? Ngươi Đi, tô mạc không cho cậu ta cơ hội nói nhảm nữa. Suốt cả đêm hôm qua hắn đã suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn chiến tranh học phủ. Chừng nào thi rớt rồi hãng tính đường khác. Nam Nguyên Trung đẳng học phủ, phòng ghi danh, lão sư phụ trách việc đăng ký tra xét tư liệu một lúc, sau đó ngạc nhiên hỏi: Tô mạc, không phải người đã báo danh sát hạch vào văn minh học phủ hay sao? Trình độ vạn tộc ngữ của người ít nhiều cũng là số một số 2 ở Nam Nguyên chúng ta cho dù là đại hạ văn minh học phủ cũng là mười phần chắc chín tại sao lại quyết định đăng ký thêm chiến tranh học phủ làm gì dưới tình huống bình thường học viên lựa chọn ghi danh hai đại hệ thống là vì trình độ tương đối kém cỏi tự ý thức bản thân chưa nắm chắc việc thi đỗ vào một bên nào cho nên mới định thi cả hai để phòng bay rồi nhưng tô mà không phải là người như thế ông biết hắn là kẻ có đầu óc trình độ vạn tộc ngữ rất khá dù cho học phủ nổi danh nhất đại hạ phủ như văn minh thì cũng sẽ mở rộng cửa lớn đối với hắn nếu không phải là như thế trước khi rời đi tô long cũng sẽ không chắc chắn nhi tử có thể thi đậu còn cố ý dặn dò tới lui bảo tô mạc nhất định phải gửi thư qua cho y xem tô mà cũng không định giải thích rõ ràng với lão sư chỉ đơn giản cười nói lão sư xem như ta phòng ngừa vạn nhất đi mỗi người đều có quyền ghi danh vào hai đại hệ thống mà cứ đặt nguyện vọng dự phòng dù sao cũng tốt hơn nói không sai nhưng mà ta thật sự cảm thấy ngươi không cần phải làm thế với trình độ của ngươi thời điểm khảo hành chỉ cần biểu hiện tốt một chút là được nói tới đây lão sư phụ trách việc đăng ký bỗng hạ thấp giọng mỉm cười nói nhỏ với hắn kỳ thật bên phía trường học chúng ta sớm đã đưa danh sách các học sinh có tiềm năng cao gửi qua bên bọn họ mặc dù còn cần phải sát hạch thế nhưng trên thực tế thì coi như các cao đẳng học phủ trong đại hạ phủ này đều có hồ sơ của các người nói xui một chút thì lúc khảo hạch dù làm không tốt đối phương cũng có thể cho các người cơ hội thứ hai lời này vừa nói ra trần hạo đứng một bên liền không khỏi cảm thấy hâm mộ nhìn không được dò hỏi lão sư có tên ta trong danh sách không lão sư quét mắt nhìn cậu ta một cái đoạn hạ hạ cười đáp có chứ đã lập hồ sơ có tên ngươi cho bên nội vụ học phủ sắc mặt trần hạo sụp đổ rồi nội vụ học phủ tứ đại học phủ của đại hạ bao gồm chiến tranh văn minh nghiên cứu khoa học nội vụ khái niệm nghiên cứu sinh hoạt của bên nội vụ rất đa dạng ví dụ như hơi tu đầu bếp lái xe hành chính giải trí đều tính là trực thuộc hệ thống của nội vụ chiến tranh học phủ với dưỡng cường giả văn minh học phủ đào tạo thiên tài giải mã văn minh của vạn tộc nghiên cứu khoa học học phủ cho ra lò những nhà nghiên cứu chuyên phát minh binh khí đan dược còn nội vụ học phủ đối với học sinh bọn họ mà nói chỉ khi không có lựa chọn nào khác thì mới đành phải ghi danh vào đó lão sư cũng không để ý tới tâm tình của trần hạo ông hướng dẫn tô mạc làm thủ tục đăng ký xong bèn cười bảo tốt nhất là ngươi vẫn nên dành đa phần tinh lực vào văn minh học phủ trong khoảng thời gian sắp tới cố gắng trao dồi thêm khả năng vạn tộc ngữ về sau chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi với lại cũng đừng có gấp gáp việc tu luyện sau này tới văn minh học phủ chỉ cần tu luyện tới thiên quân cảnh là đủ rồi trăm bệnh không sinh là được văn minh học phủ không truy cầu chiến lược cao cường vốn dĩ rất thích hợp với người thiên về đầu óc như tô mạc hơn vị lão sư này khuyên nhủ như thế cũng là vì ông thật lòng quan tâm tới hắn tô mạc cười cười gật đầu dù sao lão sư đây cũng là một mảnh hảo tâm đáng tiếc hắn không thể làm như lời ông bảo trong khoảng thời gian tới đây, hắn nhất định phải rèn rũa việc tu luyện của mình nhiều hơn mới kịp. Bên ngoài phòng ghi danh, Tô Mạc đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi: "Ngươi còn đi theo ta sao?" Trần Hạo mờ mịt: "Không phải chúng ta đi đến trường à?" "Ta không đi." "Không đi? Vậy ngươi đi đâu?" Trần Hạo ủy khuất, "Mới rồi chẳng phải chính ngươi nói muốn đi học sao?" Tự dừng lại đổi ý. "Thư viện." Tô Mạc lệnh nhà trả lời ta không cần phải ngồi nghe chương trình học hiện tại nữa, lão sư đã đáp ứng rồi, và lại ta không đi cũng không sao, nhưng ngươi mà không đi thì sẽ bị mời phụ huynh đấy. Đồ độc ác, Trần Hạo che mặt mà chạy, không sai, cái tên tô mạc này được quyền không tới lớp, lão sư phụ trách đã đặt cách cho hắn, nhưng cậu ta thì không được vậy. Nếu chỉ dựa theo chương trình học văn hóa của tô mạc, cộng thêm hắn đã khai nguyên tam trọng đầy đủ, hơn nữa các lão sư còn chưa biết chuyện hắn đổi ý muốn ghi danh vào chiến tranh học phủ, thế nên hiển nhiên sẽ không ai đốc xúc hắn đi tu luyện thư viện. Nhân viên quản lý rất quen mặt Tô Mạc, Tô Mạc thường xuyên đến đây đọc sách, mỗi lần tới đều ở lì cả nửa ngày, mấy năm qua vẫn thường xuyên như thế, muốn không nhớ mặt hắn cũng không được. Tô Mạc, vạn tộc ngữ người cũng đã nắm chắc mười mấy môn, lúc này không thư giãn một chút đi, còn muốn tiếp tục khổ học à. Nhân viên quản lý trêu ghẹo một câu, ở Nam Nguyên Trung Đảng học phủ này, Tô Mạc cũng được tính là tương đối nổi danh. Phần lớn học viên, ngoại trừ nhất định phải nắm vững tiền mang ngữ, yêu tộc ngữ, thì Cố Lắm cũng chỉ học thêm vài ba loại tiếng thông dụng khác, ít ai có tinh lực đi học nhiều loại ngôn ngữ khác nhau như Tô Mạc, hắn thì hay rồi, đã học được 18 loại ngôn ngữ lớn nhỏ. Tô Mạc mỉm cười ứng đối, cũng không định nhiều lời tranh luận với người quản lý. Tô Mạc đi thẳng đến lầu ba của thư viện. Giờ phút này đang là thời gian lên lớp, thế nên thư viện khá vắng, ngoại trừ số ít vài vị lão sư đang đọc sách tra tư liệu, cơ hồ không có bất kỳ học sinh nào khác. Phần lớn học viên đều tình nguyện khổ tu, cũng không muốn ngày ngày xem đủ loại bùa chú vẽ quỷ có thể động võ lực giải quyết vấn đề thì bọn họ liền lười nhắc dùng đầu óc đi giải quyết. Vài vị lão sư đang đọc sách, nếu thấy Tô Mà cũng không ai lên tiếng bắt chuyện. Mọi người đều quen thuộc với sự an tĩnh, đám chìm ở trong thế giới của riêng mình. Mà Tô Mà cũng thế, hắn quen cửa quen nhào đi thẳng tới một giá sách mà mình hay xem, tra xét một phen rồi rất nhanh lấy ra một bản tác phẩm vĩ đại. Lam Ngư, đây là sách vẽ về vạn tộc, do nhân tộc ghi chép tổng hợp tư liệu của những chủng tộc đã được bọn họ phát hiện, biên tập thành sách cung cấp cho cả nhân tộc tài liệu học tập. Đương nhiên, đây chỉ là một phần trong số đó. Sách vẽ về vạn tộc hiển nhiên cũng không phải chỉ có một hai bản, mà là cả một cái hệ liệt, cụ thể bao gồm tổng cộng bao nhiêu phần thì tô mạc không rõ, bởi vì có một ít tài liệu không được công khai rộng rãi, chỉ dành riêng cho một nhóm người đặc biệt nghiên cứu. Thư viện của Nam Nguyên Trung Đảng Học Phủ chỉ có 39 bản, nhắc tới 39 chủng tộc lớn nhỏ. Bên trong cuốn sách đã tổng hợp rất nhiều thông tin, bao gồm ngoại hình của đối phương, thói quen, phong tục, ngôn ngữ, thậm chí một chút công pháp đặc thù, phương thức chiến đấu, phương pháp đánh giết chủng tộc của bọn họ đều được người biên soạn ghi chép tỉ mỉ. Tô Mạc cầm lên một cuốn sách về chủng tộc Lam Ngư, nghe có vẻ là một loại cá, trên thực tế thì không phải. Lật ra nội dung bên trong, Tô Mạc nhìn chằm chằm tranh minh họa hồi lâu, phát hiện đây là một giống loài lớn lên có hình thể rất giống con trâu. Đương nhiên, cũng không phải giống y hệt con vật bốn chân nọ, Lam Ngư có cái đuôi tựa như đuôi rắn, so với con trâu bình thường thì còn nhiều thêm một đôi cánh. Về phần tại sao lại gọi nó là lam ngư, nghe nói vì loại sinh vật này là chủng tộc lưỡng sinh, có thể sinh tồn ở trong nước ngọt hoặc là vùng biển mặn, thực lực thủy chiến so với lục chiến càng cơ ngại hơn. Tuy rằng lam ngư có mọc cánh, nhưng lại không có nghĩa là nó biết bay, trong sách ghi chép có nói hai cái cánh của giống loài này không khác gì cánh gà, vỗ vỗ mấy lần thì được, nhưng muốn bay hẳn lên là chuyện không thể nào. Thịt của lam ngư, nước vào có thể trừ độc, giải độc thánh phẩm. Lam ngư cư ngụ tại đề sơn giới, Lam ngư đông ngủ hạ tình ngày mùa hè vào đề sơn giới cần phải cẩn thận khi bắt gặp chúng mức độ nguy hiểm cực cao lập trường trên chư thiên chiến trường là trung lập vô cớ không được tự tiện đánh giết tô mặc đơn giản lật xem một lượt kỳ thật những tài liệu này lúc trước hắn cũng đã nhìn qua thế nhưng hắn lại chưa từng học ngôn ngữ của lam ngư chủng tộc một phần là vì tiếng nói cả bọn chúng quá khó một phần nữa là vì đề sơn giới cũng không phải là lam ngư tộc vi tôn Hôm nay Tô Mạc tìm xem sách cũng không phải là vì đổi ý muốn học ngôn ngữ của bọn chúng, chủ yếu là vì hắn nghĩ tới một chuyện, nhanh chóng tới đây muốn xem lại tranh minh họa để đối chứng. Lam Ngư Tô Mạc khẽ lẩm bẩm một tiếng, nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua. Tối hôm qua kẻ truy sát mình là Lam Ngư sao? Khi con bé nằm mơ, hắn sẽ không đào sâu vấn đề quá nhiều, bất quá càng lớn lại càng thay đổi. Bây giờ mỗi khi gặp ác mộng, Tô Mạc đều thử đi phân tích mộng cảnh, rồi đi thăm dò tư liệu của những thứ đó. Hắn muốn biết, thứ quái thứ truy sát mình trong mộng kia đến cùng là cái gì, nó có xuất hiện trong hiện thực hay không. Những năm này, người khác đều cảm thấy hắn là thiên tài, khổ cực bỏ công đi học chi thiên vạn tộc ngữ, đã thế một lèo còn học hẳn 18 ngôn ngữ của các giống loài khác nhau, nỗ lực tới độ khiến cho người ta thấy xấu hổ. Thế nhưng không ai biết, nguyên nhân tô mạc nỗ lực như vậy chỉ là bởi vì ác mộng hàng đêm đã khiến hắn quyết tâm phải tìm hiểu rõ về chư thiên vạn tộc nhiều hơn mấy phần. Bộ cảnh quá mơ hồ, ta không xác định rõ có phải là lam ngư hay không thế nhưng quái thú trong mộng quả thật đã mọc ra cánh tiếng kêu do so với con trâu cũng không sai biệt lắm tô mạc tự lẩm bẩm trong đầu bởi vì mộng cảnh rất mơ hồ cho nên hắn cũng không thể khẳng định nhưng mà những năm qua hắn cũng tìm được một chút tư liệu có đôi khi có thể phát hiện được điểm đặc thù của những con quái thú trong giấc mơ từ đó nhận ra bọn chúng hẳn là chủng loài của chư thiên vạn tộc tô mạc cảm thấy suy nghĩ này của hắn hoàn toàn có khả năng là sự thật kẻ truy sát hắn trong mộng chính là chư thiên vạn tộc hơn 10 năm, 4 năm ngàn cơn ác mộng, đồng nghĩa với việc tối thiểu hắn cũng đã mơ thấy tới mấy ngàn con quái vật khác nhau. Nếu không phải là quái vật của chư thiên vạn tộc thì liệu thế gian này vẫn còn tồn tại nhiều sinh vật mà hắn không biết gọi tên như thế sao? Các người thật đúng là quá coi trọng ta rồi, chư thiên vạn tộc trong mộng chứ sát ta. Tô mặc thầm cười khổ, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, đáng giá để chư thiên vạn tộc truy sát ngần ấy năm ư. Cha tấn một người bình thường rất vui vẻ sao? rốt cuộc tại sao bọn chúng lại làm thế? Tô Mạc thật sự cảm thấy rất khó hiểu, nếu nói hắn đã từng thấy những chủng tộc kia, hoặc là từng tiếp xúc qua, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi Nam Nguyên Thành, lại càng không gây thù chốc oán với bất kỳ ai, thế thì tại sao những con quái vật đó lại miệt mài truy sát hắn trong giấc mơ? Đại khái đã xác định được con quái vật đuổi giết mình tối hôm qua là giống loài gì, Tô Mạc bèn thở dài một hơi, đem thư tịch đặt lại chỗ cũ. Có một số việc, hắn hiện tại vô phương đi sâu tìm tòi nghiên cứu. Rất nhanh, Tô Mạc liền di chuyển qua giá sách khác, khu vực khai nguyên. Toàn bộ thư tịch trong khu này đều là những quyển sách có nội dung liên quan tới vấn đề tu luyện khai nguyên cảnh. Phàm là bất kỳ nhân tộc nào, khi vừa bắt đầu tiếp xúc với việc tu luyện thì đều chủ tu khai nguyên quyết. Mặc dù trước khi mở được cửu khiếu, thì vô phương cảm nhận được nguyên khí, bất quá nguyên khí ở khắp mọi nơi, có thể may mắn thu nạp được một tiên nguyên khí thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc mở ra đầy đủ cửu khiếu, từ đó bước vào thiên quân cảnh, tiến hành tu luyện thân thể quá trình mở ra cửu khiếu dài đằng đẵng hầu hết nhân tộc từ rất nhỏ đã bắt đầu tu luyện khai nguyên quyết tiến độ như tô mạc là bình thường nhưng nếu là thiên tài thì có thể cấp tốc quật khởi tư chất tu luyện mạnh mẽ tự nhiên nhanh hơn người khác một bước tô mạc đã từng xem qua rất nhiều sách vở cũng biết khai nguyên cảnh chủ yếu chính là thuận theo tự nhiên cũng không phải cứ khổ tu liền có thể cấp tốc đột phá cảnh giới thế nhưng hôm nay tô mạc lại nghĩ hay là cứ thử tra một chút xem biết đâu lại có phương pháp đặc thù nào giúp việc tu luyện có tiến triển nhanh chóng hơn một chút thì sao? Thế nhưng hắn tìm kiếm suốt một lượt mà vẫn không trông thấy có quyển sách nào đề cập tới vấn đề này. Tô mặc nhíu mày, xem ra hy vọng đạt được tới cảnh giới khai nguyên tứ trọng trước khi tới kỳ khảo hạch là vô vọng rồi. Tô mặc, ngươi đang tìm cái gì vậy? Đúng lúc này, có một nữ sinh tóc ngắn ngồi đọc sách ở gần đó chợt lên tiếng. Nàng đã ngồi đây rất lâu, cũng nhận biết tô mạc, mặc dù hai người không học cùng một lớp, Thế nhưng cả hai đều là học sinh chăm chỉ thường xuyên lui tới thư viện, vậy nên ít nhiều cũng quen biết một chút. Tô mặc giật mình, khẽ nói lời xin lỗi, có lẽ là mới rồi mình ồn ào, quấy rầy đối phương xem sách. Ta muốn tìm xem có ghi chép nào nói về việc đẩy nhanh tiến độ tu luyện khai nguyên cảnh không, nhưng lại không tìm được. Đẩy nhanh tiến độ tu luyện, nữ sinh tóc ngắn hơi trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Phương pháp thì có đấy, ta nghe nói có nhân tộc dùng phương thức ngoại đạo để gia tăng tiến độ tu luyện, nhưng cách này rất nguy hiểm. Khai nguyên cảnh là cơ sở, là quá trình đặt nền móng cơ bản để mở cửu khiếu. nóng vội ngược lại sẽ loạn. coi như thuận lợi khai nguyên thì về sau cũng sẽ có ảnh hưởng xấu. tô mạc không phải người sẽ khảo hạch vào văn minh học phủ sao? người tìm phương pháp để nhanh tiến độ tu luyện làm gì? tô mạc mỉm cười. ta biết, ta cũng không ngốc, chỉ là muốn tìm xem có phương pháp nào an toàn hay không mà thôi nếu vậy thì nữ sinh suy nghĩ một chút hồi lâu sau mới chỉ vào một hàng giá sách ở nơi hẻo lánh nhất đoạn nói bên kia có mấy quyển sách có ghi chép về phương diện này bất quá theo ta thì phương pháp trong đó đều hết sức cực đoan tô mạc người tốt nhất đừng nếm thử bằng không sẽ vô cùng phiền toái thậm chí có thể gây chết người đấy có rất nhiều ghi chép nói rằng trước đây từng có cường giả nhân tộc thử qua thế nhưng cuối cùng các vị tiền bối này đều không thể đi đến đỉnh cao gì ngược lại bởi vì khai nguyên không vững nên đã sớm ngã xuống tạ ơn ngươi ta biết rồi tô mạc cười cười gật đầu nữ sinh tóc ngắn tên là lưu nguyệt tô mạc cũng không quen thân với nàng ta lắm biết tên nàng ấy chẳng qua cũng là vì thường xuyên gặp đối phương đến thư viện đọc sách nghe nói lưu nguyệt cũng nắm vững rất nhiều ngoại ngữ thuộc vạn tục ngữ đến cùng là số lượng nhiều hay ít hơn hắn thì tô mạc lại không rõ ràng dù sao hắn cũng không phải là kẻ thích nghe ngóng những sự tình giống như này nếu không có gì bất ngờ xảy ra đối phương hẳn là sẽ ghi danh vào văn minh học phủ, cho nên đối với việc gia tăng cảnh giới khai nguyên chắc chắn cũng không quá để ý. Tô mà không định cùng Lưu Nguyệt nhiều lời, rất nhanh hắn liền di chuyển tới giá sách hẻo lánh mà nàng ấy vừa chỉ điểm. Khai nguyên cảnh gia tốc chi pháp, khai nguyên sơ cảnh, luận tầm quan trọng của việc đặt nền móng. Tô Mạc hồi hộp lật quyển khai nguyên cảnh gia tốc chi pháp ra, kết quả mới ngay trang đầu tiên đã có một hàng chữ đỏ rực như thể được viết bằng máu, cái gọi là phương pháp gia tốc, nghĩa là bất luận sinh tử, xác thực có thể gia tốc, thế nhưng phần lớn người nếm thử đều đã chết trước khi đạt thành. Tô mà cười khổ, khó trách các lão sư khi dạy bọn họ đều luôn nhấn mạnh rằng tu luyện không nên gấp gáp, rốt ruột, nếu không sẽ dễ đi vào con đường ma chướng. Phương pháp gia tốc thứ nhất, sử dụng thần ma chi huyết, thần ma thiên sinh mở ra cửu khiếu, nguyên khí sung túc, trong máu ẩn chứa hàng loạt thêm nguyên khí. Hậu quả, bạo thể. Án lệ, An Bình năm thứ 9, nhi tử của phụ chủ đại minh phủ sử dụng thần ma chi huyết muốn nhanh chóng phá vỡ cửu khiếu quả nhiên đạt thành thế nhưng trong nháy mắt mở ra cửu khiếu cùng thời điểm y liền bạo thể mà chết bỏ mình khi chỉ mới vừa 9 tuổi cảnh giới khi bạo thể thiên quân cảnh tô mạc hít một ngụm khí lạnh ngay cả án lệ người thật việc thật đều có xem ra cuốn sách này thật đúng là không hề biện chuyện trường tử của phụ chủ đại minh phủ đại minh vương đã chết vào năm an bình thứ 9, xem ra cách thức mở cửu khiếu này cũng quá hung hiểm lại nói dù hắn không muốn sử dụng thì thần ma chi huyết nào có dễ dàng đạt được như vậy. Trên chư thiên chiến trường, hai tộc thần ma chính là hai trong số mấy đại trùng tộc cường hãn nhất, nghe nói kẻ yếu nhất của hai tộc thần ma trên chiến trường cũng đã là vạn thạch cảnh. Nhi tử của đại minh vương có thể sở hữu món đồ chơi này, khẳng định là đại minh vương đã giết cường giả của thần ma tộc. Phương pháp kia nghĩ cũng đừng nghĩ, chẳng có quan hệ gì với tô mạc cả. Dù sao cha ta cũng không phải là đại minh vương. Tô mạc âm thầm thở dài một tiếng, nếu cha hắn là đại minh vương, hắn còn vất vả ngồi đây tìm đường tát tu luyện hay sao? Đại Minh Vương là ai? Là cường giả vô địch, người đã sáng lập Đại Minh Phủ, đồng thời là một trong những trụ cột hàng đầu của nhân tộc. Tô mặc mau chóng gạt qua phương pháp thứ nhất nguy hiểm đó, tiếp tục là xét xem tiếp, càng xem thì càng cao chặt mày. Phương pháp gia tốc thứ hai, ăn thịt yêu tộc, máu thịt của yêu tộc sẽ trợ giúp mở khiếu huyệt ra. Hậu quả, bạo thể. Án lệ, an bình năm thứ nhất, nhân tộc suy thoái cường giả đánh giết yêu tộc mang theo thi thể của họ trở về hàng loạt nhân tộc đã ăn uống máu thịt của yêu tộc đại bộ phận bạo thể mà chết tuy nhiên có một số ít thành công khai nguyên cửu khiếu chú thích rất ít người mở ra khiếu huyệt trải qua thống kê chủng loại phục dụng máu thịt yêu tộc mà thành công mở ra cửu khiếu gồm có kim bằng tộc màn ngưu tộc thiên hổ tộc từ bỏ tô mạc lập tức từ bỏ đừng đùa những cái tên có trong sách đều là các đại yêu tộc vô cùng lợi hại, mặc dù không khủng khiếp như hai tộc thần ba, nhưng cũng đều là những cường tộc mà hắn đừng mơ tiếp xúc tới. Phương pháp gia tốc thứ ba, phục dụng Thiên Nguyên Quả, Thiên Tài Địa Bảo. Hiệu quả, Thiên Nguyên Quả tụ hội rất nhiều thiên nguyên khí, là bạch khí ban đầu của vạn giới, có ích lợi cực lớn cho việc mở ra cửu hiếu. Địa điểm, thần giới, ma giới, yêu giới, các đại cường giới đều có nơi sinh trường, sản lượng cực ít. Án lệ, An Bình năm thứ 25, nhi tử của Đại Chu Vương dùng thiên nguyên quả, ba ngày thành công mở ra cửu khiếu, tạm thời vẫn chưa có hậu hoạn. Tô Mạc lại lần nữa cảm thán. Nhi tử của Đại Chu Vương, nếu ta nhớ không lầm thì Đại Chu Vương chỉ có một đứa con trai, nếu vậy thì người đó hiện tại chính là phủ chủ Đại Chu Chu Phá Thiên sao. Con mẹ, từ bỏ. Cái thứ đồ chơi này hắn chưa từng nghe nói qua, hiển nhiên là tuyệt tình thiên tài địa bào, Chu Phá Thiên đến bây giờ vẫn còn sống sót, hơn nữa còn thành đại chú phủ chủ, rõ ràng vô cùng cường đại. Cho dù nhân tộc có nơi sinh trưởng thiên nguyên quả, vậy thì cũng không tới phiên tô mạc chạm vào, huống hồ nó toàn mọc ở những vùng đất xa xôi. Phương pháp gia tốc thứ tư Tô mạc tiếp tục lật xem, càng xem thì tâm lại càng lạnh. Quả nhiên tu luyện khai nguyên cảnh thì chẳng có con đường ngoại đạo nào dễ làm, hơn nữa ít nhiều còn để lại hậu hoạn khó lường, khó trách các lão sư chưa bao giờ đề cập tới. Phương pháp gia tốc thứ 9, tìm nơi có nguyên khí dồi dào mà tu luyện, nguyên khí của vạn giới phân bố không đồng đều, khai nguyên cảnh bị động thối luyện cửu khiếu, tốc độ tu luyện và nguyên khí ít nhiều đều có quan hệ. Chú thích, địa phương dồi dào nguyên khí, chiến trường chư thiên, bí cảnh học phủ, nhân cảnh thánh địa. Thấy cái phương pháp này, tô mạc chợt giật mình tỉnh táo lại, tìm nơi có nguyên khí dồi dào mà tu luyện sao. Khai nguyên cảnh kỳ thật không cảm giác được nguyên khí tồn tại, nhưng hắn cũng biết rõ Việt nam nguyên thành không phải là nơi có nhiều nguyên khí việc này ta cũng đã từng nghe cha nhắc tới phàm là nơi thánh địa hay các thành lớn đều giúp tốc độ tu luyện đầy nhanh xem ra hẳn là vì có liên quan tới việc nguyên khí nơi đó nhiều hay ít nói như vậy nếu mình có thể đi tới đại thành hoặc là tìm tới bí cảnh thánh địa vậy thì có thể an toàn tăng tốc tốc độ tu luyện thế nhưng dĩ nhiên mượn nhiều nguyên khí dồi dào mà tu luyện thì cũng chỉ đẩy nhanh tốc độ một chút chứ không thể có hiệu quả cấp tốc chỉ trong một lần như tám phương pháp kinh người mà trong sách liệt kê trước đó. Mặc dù là như thế, Tô Mạc vẫn cảm thấy tràn trề khát vọng. Đáng tiếc, những địa phương mà trong sách liệt kê có nguyên khí dồi dào kia, hắn đều không có cách nào đi được. Trừ thiên chiến trường thì không cần phải nói, học phủ bí cảnh thì nghe nói cao đẳng học phủ có, thế nhưng cụ thể hắn cũng không rõ ràng, nhân cảnh thánh địa lại càng không cần nhắc tới. Phương pháp gia tốc thứ 10, nguyên khí dịch nguyên khí dịch có hai loại, tự nhiên và nhân tạo. Tự nhiên, chư thiên vạn giới có nguyên khí dồi dào thì sẽ sinh ra nguyên khí dịch, đấy là do nguyên khí nồng đậm ngưng tụ mà thành, cực kỳ hiếm thấy. Nhân tạo là do cường giả đằng không cảnh tụ hội nguyên khí để ngưng dịch mà thành. Hiệu quả, tương đương với phương pháp gia tốc thứ 9. Tô mà gần nữa cười khổ, cái gì là đằng không cảnh? Đằng không cảnh chính là cảnh giới còn cao hơn cả vạn thạch, khi đó nhân loại liền có thể đằng không mà đi, chinh phục bầu trời đằng không cảnh là một cảnh giới vô cùng cường đại ít nhất nam nguyên thành lớn như vậy mà hắn còn không biết có người nào đạt được đến cảnh giới đằng không nếu như có vậy thì cùng lắm chỉ có nam nguyên thành chủ là đủ thực lực nhưng đây là cấp độ mà tô mạc có thể tiếp xúc tới hay sao nam nguyên trung đảng học phủ bên này mạnh nhất chính là phủ trưởng nhưng ông ấy cũng chỉ mới vừa bước vào vạn thạch cảnh cách đây không lâu nếu là vạn thạch cảnh có khả năng ngưng tụ với tính tình ôn hòa của phủ trưởng tô mạc còn có thể đi cầu một giọt nguyên khí dịch nhưng mấu chốt là ông ấy lại không làm được. Má nó, không có một thông tin nào đáng tin cậy. Tô Mạc chửi bậy, khó trách cuốn sách này bị nhét vào nơi hẻo lánh nhất trong thư viện. Đối với Tô Mạc mà nói, những phương pháp phía trên đều không thể thực hiện được. Có hai cách đơn giản nhất là phương pháp số 9 và số 10 mà cũng vượt xa tầm với của Tô Mạc, những phương pháp còn lại thì càng miễn bàn. Cha hắn từ 18 năm trước đã là thiên quân thất trọng, những năm này bởi vì nguyên khí ở Nam Nguyên thành không đủ dồi dào, hơn nữa y lại mất đi tài nguyên do quân đội tiếp tế cho nên đến, đến nay cũng mới chỉ là thiên quân cử trọng chẳng có gì hữu ích cả tô mạc gần nữa là xem một lượt thư tịch sau đó liền đặt mấy cuốn vừa lấy xuống trả về chỗ cũ suy nghĩ một chút tô mạc liền quyết định đi tới chỗ lưu nguyệt đang ngồi đoạn hỏi lưu nguyệt quấy dây ngươi một lát được không lưu nguyệt đặt quyển sách trên tay xuống nhìn về phía tô mạc ngươi nói đi Mấy năm nay ta không quá quan tâm đến việc tu luyện cho nên có nhiều điểm không rõ, ngươi có biết gì về nguyên khí dịch không? Ngươi muốn mua nguyên khí dịch sao? Lưu Nguyên lập tức hiểu rõ, Tô Mạc xem những cuốn sách do nàng chỉ điểm, thế nên không cần hắn nói hết nàng đã biết hắn muốn nhắc tới cái gì. Nguyên khí dịch? Đây là vật tư chiến lược, không thể mua nó tại Nam Nguyên thành này đâu. Chẳng qua ta nghe nói đại hạ phủ bên kia lại có, nguyên khí dịch có rất nhiều loại. Bởi vì cường giả khác biệt cảnh giới thì ngưng tụ ra nguyên khí dịch đương nhiên sẽ không giống nhau, và lại đối với khai nguyên mà nói, đằng không cảnh ngưng tụ mới là thích hợp nhất, bởi vì nguyên khí không đủ ngược lại có ích cho việc khai khiếu, nguyên khí quá mức nồng đậm thì lại dễ dàng tổn thương thân thể. Thế nhưng, giá cả cũng không thấp. Bởi vì cường giả đằng không cảnh thì cũng mất 3 ngày mới có thể ngưng tụ một giọt, mà bọn họ cũng cần nó dùng để tu luyện, cho nên trừ phi thật thiếu tiền, bằng không có rất ít người sẵn nguyện ý đi ngưng tụ. Lưu Nguyệt nói một hơi xong bèn nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc, thật sự không nên đi tìm mua thứ này, quá lãng phí, và lại nguyên khí dịch chẳng qua chỉ có thể làm gia tăng nồng độ nguyên khí, chứ không phải nhất định sẽ làm cho người khai khiếu. Ta đã biết, tạ ơn ngươi, thế nhưng ngươi có biết một giọt nguyên khí dịch trị giá bao nhiêu tiền không? Tô Mạc dĩ nhiên biết giá cả không rẻ, bất quá hắn vẫn muốn hỏi thử xem, dù sao thì lúc cha đi tổng quân có lưu lại cho hắn không ít tiền. Một trăm ngàn an nguyên tệ, Tô Mạc cảm thấy trái tim hắn đã chìm xuống đáy cốc rồi. Cha hắn là thiên quân cử trọng, là nhân viên công chức phụ trách giám sát giao thông, tiền lương mỗi tháng 5.000 ăn nguyên tệ, bình thường không tính là quá thấp. Trừ bỏ hai cha con chi tiêu hàng ngày, cùng với cha hắn lâu lâu mua sắm một chút vật tư dùng để tu luyện, thì một năm có thể tiết kiệm 2-3 vạn cũng không tệ. Những năm này, Tô Long tích góp được khoảng 300.000 cho nhi tử. Không ngờ, toàn bộ gia sản mà hắn có cũng chỉ đủ mua có ba giọt nguyên khí dịch khó trách lưu nguyệt nói rằng quá lãng phí đây không phải là lãng phí đây là đốt tiền trông thấy sắc mặt của tô mạc lưu nguyệt liền nhịn không được vì cười ta đã nói là rất đắt rồi mà kỳ thật ta đã từng dùng qua một giọt đại khái chỉ có thể duy trì nồng độ nguyên khí trong ba ngày thật sự quá xa xỉ nếu như hiệu quả thật sự rất lợi hại thì chắc chắn không ít kẻ đã xuất ra một trăm ngàn để mua về sử dụng nhưng ngươi xem ngươi đã thấy được mấy người phục dụng món đồ này rồi ba ngày không đủ cho người khai khiếu vậy thì phải tiếp tục mua sắm sáu ngày là hai trăm ngàn chín ngày là ba trăm ngàn người nào cũng không chịu nổi tôi mặc cười khổ ta biết rồi quả thật là quá đắt nếu như dùng mà bảo đảm trăm phần trăm khai khiếu thành công thì còn đỡ nhưng nếu không thể khai khiếu thì đúng là đem tiền đổ xuống sông xuống biển khó trách các lão sư cũng chưa từng nhắc tới chuyện này đúng vậy lưu nguyệt mỉm cười người lại không cần sát hạch thực lực chiến đấu bỗng dưng nghĩ đến chuyện mua nguyên khí dịch làm gì ta đăng ký thêm xuất vào chiến tranh học phủ coi như dự phòng thôi tô mạc đơn giản giải thích một câu tiếp đó liền cáo từ rời đi trước đây là thư viện cũng không phải là địa phương thích hợp để nói chuyện nhìn tô mạc rời đi lương nguyệt nhíu mày có chút hiếu kỳ dự thi chiến tranh học phủ đang êm đẹp tô mạc tự dưng ghi danh vào chiến tranh học phủ làm cái gì ngẫm nghĩ một lát nàng liền lắc đầu không suy nghĩ tiếp nữa theo nàng thấy hắn có đăng ký dự thi cũng vô dụng, về sau mọi người đều sẽ là đồng học tại Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, hy vọng cái tên này chớ làm loạn. Tuy không tìm được phương pháp gia tốc thích hợp trong thư viện, nhưng Tô mà cũng không thấy thất vọng. Nếu thật sự có phương pháp phổ biến dễ làm, các lão sư đã sớm đề cập tới. Chẳng qua là hắn ô một phần vạn hy vọng mà thôi, sự thật chứng minh hắn đã suy nghĩ nhiều, nếu đã như vậy thì chỉ có thể tiếp tục khổ tu khai nguyên quyết. Giữa trưa ăn cơm ngay tại học phủ thì không thấy gì, chờ tới tối về nhà, nhìn căn phòng quạnh quẽ, tô mạc mới thấy chạnh lòng. Cha hắn không ở đây, căn nhà trong nháy mắt vắng lạnh thê thảm. Trước đây mỗi khi tô mạc đi học về, cha hắn đều đã làm xong đồ ăn chờ mình về ăn cơm, hiện tại vắng ngát, tô mạc vẫn còn có chút chưa kịp thích ứng. Không có tâm tình nấu cơm, tô mạc dựa vào ghế salon mở TV, mất tập trung tiếng được tiếng không ngắn nghe. Gần đây, đại hạ phủ phát hiện hành tung của vạn tộc giáo. Người dân đại hạ phủ trông thấy có kẻ hiểm nghi nên đã thông báo cho chính quyền kịp thời can thiệp. Tạp trùng. Tô Mạc nghe thấy tin tức mà MC đang nói liền nhịn không được chửi một tiếng. Một đám tạp trùng. Chiến tranh bùng nổ là lúc mà người dân nhân tộc nên hợp lực đối phó với kẻ địch, thế nhưng lại có một số ít tên cạn bã ung tư tâm, lựa chọn đầu nhập vào chủng tộc khác. Vạn tộc giáo cũng không phải là một giáo phái, mà là tên gọi của rất nhiều tên cạn bã gồm đủ các chủng tộc khác nhau tụ tập lại, thường xuyên gây ra hỗn loạn trong nội bộ nhân tộc. Tô Mạc từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ phụ thân, đối với mấy tên tạp trùng ấy thì cực kỳ chán ghét hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua tivi giờ phút này có một vị nam tử mặt chữ quốc thân thái không giận tự uy thân mang chiến bào màu đỏ xuất hiện trên màn hình sắc mặt ông ấy cực kỳ lạnh lùng ngữ khí lạnh lẽo quát chém phóc một khắc sau trên màn hình tivi hiện lên cảnh hơn trăm người quỳ dưới mặt đất một đám vệ sĩ mặc áo giáp đứng phía sau theo lệnh đồng loạt vung đao chảm kích trong nháy mắt trên trăm cái đầu lập tức rơi xuống giáo chúng vạn tộc bắt một tên giết một tên. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn thẳng về phía màn hình tivi như thể muốn nói cho người đối diện nghe. Dám mò tới đại hạ phủ ta thì chỉ có con đường chết. Từ hôm nay, Long Võ Vệ sẽ tăng cường tuần tra đại hạ phủ, tập trung vạn tộc giáo nếu không sợ chết thì đừng rời đi, để chúng ta bắt được thì xem xem các người có mấy cái đầu chó để bị chém. Trên ghế salon, Tô Mạc bỗng nhiên kích động ngồi bật dậy. Hạ Long Võ, phủ chủ đại hạ phủ. Hắn kích động không phải vì sự kiện chật đầu, chuyện này mọi người đều đã quen, trên tivi vẫn thường xuyên xuất hiện một màn tương tự. Nhân tộc mà bắt được bất kỳ kẻ nào của vạn tộc giáo thì đều đem đi chặt đầu, chính sách cực kỳ thiết huyết. Công khai từ hình chính là vì muốn chấn nhấp tất cả mọi người, khiến cho bọn họ từ bỏ suy nghĩ dám phản bội quốc gia đi. Tô mà không để ý đến việc đó, hắn kích động là vì hạ long võ. Vị phủ chủ của đại hạ này cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ cường đại. 20 năm trước, ông ấy từng chấp trưởng chấn ma quân tại Trư Thiên Chiến Trường, cũng chính là binh đoàn của phụ thân xem như là người lãnh đạo trực tiếp của cha hắn. Những năm gần đây, mỗi lần thấy Hạ Long võ xuất hiện, Tô Long đều vô cùng kích động, lôi kéo Tô Mạc, chỉ vào TV nói. Đây là lão thủ trưởng của cha, năm đó ông ấy ở Chư Thiên chiến trường quét sạch tứ phương, sở hướng bẫy nghệ, đại quân vạn tộc cũng bị ông ấy đánh tơi bời. Tô Mạc nghe nhiều thành quen, cũng học theo cha sùng bái vị cường giả anh dũng ấy. Không biết đến lúc nào mình mới có thể mạnh được như hạ phủ chủ. Tô Mạc âm thầm ao ước, Mặc dù ai có thể làm phủ chủ thì cũng đều là cường giả một phương, nhưng trong mắt Tô Mạc, Hạ Long Võ chính là cường giả đình cấp nhất trong số các phủ chủ, mấu chốt nhất là tuổi tác ông ấy cũng không quá lớn, chỉ mới hơn 60 tuổi mà thôi. Ví dụ như vị phủ chủ đại Chu Chu Phá Thiên, đối phương chính là nhân vật đã sống từ năm An Nguyên tới nay, vậy đại biểu ngài ấy đã phải hơn 300 tuổi. 20 năm trước, Hạ Long Võ mới chỉ ngoài 40 tuổi, thế mà ông ấy đã đủ sức chấp trường chấn ma quân, đây mới là điểm khiến Tô Mạc hâm mộ ông ấy nhất. Thật mạnh! chấp trưởng trấn ma quân rốt của cần thực lực tới cỡ nào cái này tô mạc không biết nhưng hắn biết chắc chắn phải là người rất lợi hại hạ long võ long võ chiến tranh học phủ long võ vệ tô mạc liếm môi một cái có chút miệng đáng lợi khô dù sao cũng là người trẻ tuổi ai mà không có ngọn lửa nhiệt huyết trong tim đại hạ phủ có nhiều cao đẳng chiến tranh học phủ trong đó đại hạ chiến tranh học phủ truyền thừa hơn 300 năm là chiến tranh học phủ cổ xưa nhất và cũng cường đại nhất ở đại hạ nhưng mà bây giờ ở đất nước bọn họ còn có một chiến tranh học phủ đỉnh cấp khác, chính là Long Võ Chiến tranh học phủ. Hạ Long Võ dùng tên của chính mình để đặt tên cho ngôi trường mà ông lập ra từ 15 năm trước, ngắn ngủi chỉ trong thời gian 15 năm, trở thành một trong những học phủ cao cấp nhất của Đại Hạ. Học viên tốt nghiệp xong, hơn phân nửa đều gia nhập binh đoàn mạnh nhất Đại Hạ, Long Võ Vệ. Nghe nói Nam Nguyên thành thành chủ, kỳ thật cũng xuất thân từ Long Võ Vệ, bởi vậy có thể thấy được đoàn quân này cường đại ra sao phụ thân tô long của hắn mặc dù từng là binh lính trấn ma quân nhưng năm đó sau khi xuất ngũ cũng muốn gia nhập long võ vệ tiếp tục đuổi theo lão thủ trưởng đáng tiếc long võ vệ không thu nhận bởi vì y vừa lớn tuổi thực lực cũng tương đối yếu thế nên đối phương không đồng ý nhận tô long nam nguyên thành bây giờ nghe nói cũng có một tiểu đội long võ vệ trấn thủ không biết thực hư tối thiểu tô mạc chưa thấy qua những người kia đại hạ chiến tranh học phủ long võ chiến tranh học phủ Đại hạ chiến tranh học phủ chủ yếu đào tạo tướng sĩ để cung cấp cho tiền tuyến, rất khó trở lại. Nhưng long võ vệ thì hai mắt tô mạc sáng lấp lánh. Long võ chiến tranh học phủ cũng đào tạo người đi ra tiền tuyến, đãi ngộ so với các chiến tranh học phủ khác không tranh lệch gì. Nhưng ngoài ra trường của bọn họ còn đào tạo long võ vệ, nhiệm vụ chủ yếu là chấn thủ bản thổ. Nói một cách khác, phần lớn thời gian đều được lưu lại đại hạ phủ. Đương nhiên, một khi bùng nổ đại chiến, binh đoàn tinh nhuệ của long võ vệ cũng sẽ đưa người gia nhập chư thiên chiến trường nếu nói chấn ma quân là quân thường trực trên chư thiên chiến trường vậy thì long võ vệ chính là đoàn quân dự bị của đất nước nếu muốn ghi danh vào chiến tranh học phủ thì thật mình nên đăng ký tới long võ chiến tranh học phủ tô mà khẽ lẩm bẩm có điều thật ra long võ chiến tranh học phủ còn khó sát hạch hơn bởi vì là long võ vệ là quân hậu bị yêu cầu thực lực của thí sinh thậm chí so với đại hạ chiến tranh học phủ còn cao hơn một điểm tô mà cười khổ đúng là người si nói mộng mà Bình thường hắn muốn vào chiến tranh học phủ cũng đã đủ khó khăn, chớ nói chi là long võ bên này. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vạn tộc giáo lại dám tới địa bàn đại hạ, đúng là muốn chết. Tô mà cũng không có quá nhiều lo lắng, đã có lòng võ vệ xuất động, tạp chủng vạn tộc giáo chắc chắn không dám ló đầu. Mà dù chúng dám xuất hiện, tô mà cũng không sợ. Bây giờ cơ hồ xem như toàn dân đều là lính, trong tiểu khu của hắn tuy không có cường giả vạn thạch cảnh, nhưng tu giả thiên quân cảnh lại có không ít đối mặt với thiên quân cảnh, giáo đổ vạn tộc chỉ có con đường bị giết chết. Xem tivi xong, Tô Mạc liền tùy tiện úp một gói mì, ăn cho xong bữa rồi đánh răng rửa mặt một phen, hắn vào phòng tu luyện khai nguyên quyết mấy lượt, cuối cùng quyết định đi ngủ sớm. Bởi vì thường thì sau khi bị ác mộng quấy nhiễu, hắn đều thao thức luôn tới sáng, khó có thể ngủ lại. Bị ác mộng dày vò hơn 10 năm, Tô Mạc ít nhiều cũng đã phát hiện một việc, đó là hắn luôn nằm mơ vào lúc rạng sáng, trước đó thì hắn vẫn may mắn có được giấc ngủ rất trọn vẹn nên đi ngủ càng sớm thì hắn càng có nhiều thời gian để ngủ hơn. Đêm, một vùng tăm tối, trong mộng, một khung cảnh đã lặp đi lặp lại vô số lần một lần nữa hiện ra. Một đầu quái vật to lớn lại đang hung ác bay theo đuổi rết tô mạc. Má nó, tô mạc ghét nhất là trùng tộc phi cầm, tốc độ bay của bọn chúng rất nhanh, muốn chạy cũng chạy không thoát. Cả phải quái vật lục địa là đỡ nhất, có đôi khi hắn còn có cơ hội chạy thoát, tránh khỏi cảnh bị quái vật đuổi kịp rồi nhấm nuốt nhưng mỗi khi hắn xui xẻo gặp quái vật phi cầm thì coi như xong, chưa bao giờ hắn thoát được, mỗi lần đều là bị bọn chúng gặm nút thành cạn bã, từ trong mộng thống khổ tỉnh lại. Cho nên tô mạc ghét nhất là ra hòa viết bay ấy. Lần này cũng không ngoại lệ, phi cầm to lớn có tốc độ cực nhanh, những địa hình trong mộng kia đều không phải là trở ngại gây ảnh hưởng tới bọn chúng, khoảng cách truy đuổi giữa đôi bên càng ngày càng gần. Tô mạc một bên cấp tốc chạy, một bên quay đầu nhìn xem. Hắn muốn xem kỹ hình dáng của nó để coi thử mình có biết sống loài này hay không. Ừm, nhìn lướt qua, trùng tộc phi cầm có rất nhiều, Tô mà Kỳ thật cũng chỉ mới biết hơn 10 loại mà thôi, bất quá lần này, hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hình dáng đối phương mặc dù hết sức hư ảo, nhưng có thể mơ hồ thấy được có một cái bướu thịt to lớn trên đầu con quái điểu đấy. Đây là Thiết Sực Điểu tộc. Mẹ nó, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được một giống loài mà mình biết. Tô Mặc giờ phút này cũng thấy có chút xúc động nho nhỏ hắn bỏ công học tới 18 loại vạn tộc ngữ, nhưng không có nghĩa là hắn đã gặp được 18 chủng tộc đó. Chẳng qua là Nam Nguyên Trung Đảng học phủ có người biết một số loại ngôn ngữ đặc biệt, cho nên mới có người hỗ trợ hắn tự học. Hắn chưa từng gặp qua thiết dực điều tộc, nhưng hắn lại thông thạo ngôn ngữ của bọn chúng. Ở Nam Nguyên học phủ cũng có không ít người biết ngôn ngữ của thiết dực, bởi vì ở trên chư thiên chiến trường, loại điều tộc này thường bị mấy cường tộc lớn như thần ma ngự sử, xem như không quân mà chiến. Tô Mạc vừa chạy vừa quay đầu quát. Vì sao lại truy đuổi ta? con quái điều to lớn không buồn trả lời giống như căn bản không hề nghe thấy cứ tiếp tục xông thẳng về phía hắn chúng ta là bóng hữu tô mạc hét lên vẫn không có bất luận động thái nào tô mạc thầm mắng mắt thấy quái điều to lớn đã lộ ra móng vuốt lao xuống hắn biết mình lại sắp chết nữa rồi xem ra thiết dược điều trong mộng ảo không có bất kỳ trí tuệ nào sang sắc quả nhiên cơn đau kịch liệt quen thuộc truyền đến cái đầu nho nhỏ của tô mạc trực tiếp bị vồ nát ảo ảnh trong mộng cũng dần dần tiêu tán Tô Mạc biết mình sắp tỉnh lại, bị đau đến tỉnh giấc. Nhưng mà đúng lúc ấy, thiết dược điều sau khi bẻ vụ đầu Tô Mạc, trong nháy mắt bỗng nhiên bén nhọn rú lên một tiếng. Máu! Tô Mạc hơi ngẩn ra, sau một khắc, Tô Mạc đột nhiên tỉnh lại, mồ hôi vã ra đầy đầu. Hắn nghe được rồi. Một khắc khi thiết dược điều giết mình, nó đã tỏ ra hết sức phẫn nộ, bởi vì dường như nó không đạt được thứ mà nó mong muốn. Máu! Nó giết mình là vì máu, vì huyết dịch. Đó là ngôn ngữ của thiết dược điều tộc, cho nên Tô Mạc nghe hiểu. Trước kia hắn cũng từng thấy tình huống tương tự, cảm giác giận dữ khi có con quái vật nào đó tấn công hắn, có điều khi để hắn nghe không hiểu, bởi vì những con quái vật kia không thuộc phạm vi mà hắn quen biết. Lần này thì hắn đã hiểu. Máu Đối phương muốn máu của mình, rốt cuộc là có ý tứ gì? Máu của mình có gì đặc biệt sao, nhưng có đôi khi mình cũng bị thụ thương rồi đổ máu, đâu có phản ứng nào kỳ lạ đến cùng là có chuyện gì nó cần máu nhưng vừa rồi trong mộng khi nó giết mình thì lại tức giận lẽ nào máu của mình có vấn đề hay là nói nhất định phải có cùng huyết dịch chung chủng tộc với quái điều mới được thiết dược điều huyết dịch nếu như mình có thiết dược điều huyết dịch vậy thì sẽ phát sinh chuyện gì mộng dù sao cũng là mộng cho dù mình sở hữu được thiết dược điều huyết dịch thì chẳng lẽ còn có thể đưa vào trong mộng hay sao Tô mặc mạnh tay xoa xoa huyệt thái dương đầy tay đều là mồ hôi nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình đã có chút rõ ràng hơn về cơn ác mộng của mình quả nhiên không nguồn công học vạn tộc ngữ dù cho hôm nay chỉ nghe được có mỗi một từ nhưng như vậy cũng đáng giá không được mình phải thử một chút bất kể như thế nào đều muốn thử một chút nếu như mình có thiết dược điều huyết dịch thì sẽ sinh ra biến hóa gì nhưng mà cơn ác mộng ngày hôm nay đã qua ngày mai chỉ sợ kẻ truy sát mình đã không còn là thiết dược điều Thế thì dùng thiết dược điều huyết dịch sẽ có hữu dụng sao? Mặc kệ, tô mặc đột ngột ngồi dậy, hắn đã quyết định rồi, nhất định phải thử một lần. Bị quái vật truy sát nhiều năm như thế, hắn đã sớm mệt mỏi không tưởng, nếu có cơ hội có thể giải quyết được việc này, thế thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trời sáng mình sẽ đi hạ thị thương hội nhìn một chút, bên kia có bán đủ thứ, khả năng cao là sẽ có thiết dược điều huyết dịch, dù sao thiết dược điều vẫn thường xuất hiện trên chư thiên chiến trường, hẳn là mình có thể mua được hạ quyết tâm xong tô mà cũng không còn lòng dạ nào ngủ tiếp nữa hắn chỉ mong chờ mặt trời nhanh lên để hắn còn đi mua thứ mình cần dù cho đó chỉ là một tia hy vọng thì hắn vẫn muốn thử hắn thật sự đã chịu quá đủ cuộc sống bị dày vò hàng đêm như vậy rồi